sao bảo là nhà mình không bán xe đời cao hả chị? Sao em biết con này xe đời cao? Em nhìn cái form dáng em biết thừa đời cao rồi. Thế em đoán thử xe, thử một cái nữa xem mà con này đã bao nhiêu? Con này nó phải rơi tầm khoảng 27 hay đến 220. Không đến luôn. Nó chỉ nó là đúng là form đời cao, nó chỉ là 215. À 215 nữa? Ừ. Chị có bao giờ chị bảo là nhà mình không có xe đời cao, không bán xe đời cao đâu, chỉ là không có thôi. À không có thôi gì? Bây giờ thì chị có này này. Con này nó là BMW gì hả chị? Con này là BMW X1 động cơ 2.0 đời 215. Đấy, X1 à? Tí. À X1. X1 là, à nó khác với cái con 2010 nhỉ? Đúng rồi, đây. Thực ra thì nó cũng không khác gì nhiều. Nó khác về cái form dáng một chút và cái hệ thống vô lăng à. Đấy, và tất cả cái hệ thống yên ngửa của nó hơi khác một chút thôi. Chứ thấy không khác nhiều đâu. Và con này có phanh tay điện tử đây. Có, mà cái thứ hai nữa là nó khác nhau cái giá tiền thôi. Con này bây giờ giá của nó có đến 7-8 một hơi tỷ lắng gì? Đấy, hơi lắng, đi vào đây cho nó lắng. Con này chị đang chào bán mức giá là 580 triệu 580 triệu? Rồi 2015 số tự động 2015 luôn. Dính đèn đèn luôn. Ừ, máy số nguyên. Cái biển số nó đâu gì? Con này biển số thì chị đang rút hồ sơ để trả biển. À, vì biển định danh. Biển định danh nên là chủ xe người ta lấy lại biển. À đúng rồi, bây giờ thường là định danh điện tử hết rồi mà. Này nhìn cái nội thất này cũng như là nguyên cái đúng rồi, nguyên bản luôn. Cái hệ thống sơn của nó rất đẹp và cái màu sơn thì sơn gọi là màu nâu cà phê, một cái cà phê sữa. À. Màu cà phê sữa. Em một cái nhìn... tông màu rất sang luôn. Nói chung là trai gái đi đều được này. Già trẻ lớn bé gái trai đi đều được. Một cái mức giá là chị bao hồ sơ đang rút rồi. Bao vận chuyển Bắc Nam luôn. Form dáng thì đẹp không hề lỗi thời mà cái chấm nó cũng nhỏ nữa, có 2.0. Quá hợp lý luôn ấy. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là không có gì để chê luôn, đúng không? Đó, 25.